Rồi chúng ta đến trận đấu chung kết đầu tiên nha các bạn, trong series đấu thứ 3 này. Một trận đấu mà các game thủ đang có cái ý tưởng với nhau đấy là đánh 7C. Khá khoa học và hợp lý. Khi mà thực sự ra bây giờ 5C hay 7C thì 5C thì về sớm. Thằng thầu lại mất công bi lại mất thêm tiền cho nó sang kia nó ăn trứng vịt lộn với láng ngải. Mới đầu gạ mãi nó bảo tôi không đi đâu, đang chán lắm, đang rất buồn. Nhưng mà đi sang nó ăn hết hai quả đầu tiên nó bảo thôi cô ơi cho cháu nó cố ba quả nữa. AC Pan đối đầu với Baby và Four. Quân thực tế là cân thôi. Pamiran bay hiệu 7 thôi 7 rồi 5 con không đủ 7. Là tôi nghĩ rằng sau này mà đế chế mà hết thời thằng Bi luôn mở luôn trang trại ấp gà. Thằng thầu thì đi làm công nhân, nghĩa là đi vận chuyển trứng. Tôi sang bên kia bán trứng vịt lộn luộc, nghĩa là như cái bà gì bà bán ấy, một buổi chiều bán trần có 500 quả. Trừ những ngày mưa gió. Còn không thì cứ chớm, nghĩa là phố chưa lên đèn là bà vẫn ở đường. Toàn đôi voi, bảy hiệu đầu. Những cái bài ngọt như thế này, quả phụ luôn. Vâng, sao cái gì nó cứ rớt đấy nhỉ? Cái gì nó cứ rơi đấy? Vào tay của Hưng Nhổn, tại sao những bài này nó trở lên nó tròn vẹn mà nó vũ bão thật. Thực sự là dã man. Thao tác thì tôi nghĩ rằng thao tác của thầu và Hưng Nhổn cân phớ thôi, không khác biệt nhau nhiều. Có thể là thao tác của Hưng Nhổn kinh nghiệm hơn một chút. Bài này thì nhiều khả năng thầu dễ kích ở 9-5X. Bãi gỗ ăn cạnh cái BG bãi quả phụ luôn. Hiện rồi liếm luôn ở chỗ đấy. Cái thảo vào mưa rồi nó mới đi được. Tất nhiên rồi, chắc chắn rồi. Thế bảo là Hà Nội đã sắp sửa có mưa rồi. Đấy. Mưa như thế này thì chả có lý do thì mình không đánh tầm 17-20C. Đánh cho chết luôn đi. Thằng nào đã là đời thì một thằng game thủ phải sống mãi với hai lão già kia. Ngày mai thì về lớp vào viện huyết học trung ương để truyền máu, với là còn ông Bách thì vào ngay cái trạm y tế gần nhà để truyền đạm. Thằng Bi thì nhiều người đang về mai gia đình lo hậu sự. Còn bé thầu thì mai chỉ tụt đi mười mấy cân, gầy nhom đi luôn. Không hiểu tại sao ngày xưa cái đợt thằng Bi nó trẻ trẻ cách đây 3-4 năm nó có thể đánh hai mấy C được nhỉ? Hai mấy C đấy có nghỉ ăn uống chứ không? Nhưng chắc chắn chỉ uống đúng không? Thế tôi một lần tôi được bình luận một cái kèo đấy rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi Hưng Nhổn và Vlop đứng dậy thì cái chỗ của Hưng Nhổn với Vlop là từ dưới chân là cái tàn thuốc lá với tẩu thuốc lá nó ngập lên đến đầu gối. Nó giống như kiểu cái mưa mà nước nó không thoát kịp ở ngoài đường đấy. Cái vỏ chai nước hay là vỏ chuối, vỏ bánh mì, rồi xúc xích, rồi là các thứ các bố ăn. Bây giờ thực sự là cái đam mê của các game thủ bây giờ tôi thấy là bọn game thủ trẻ như cỡ thằng thầu thì nó lười. Những kèo đấu mà đáng lẽ phải đánh 17-20C thay nhau 3-4 kíp bình luận viên, 5 kíp kỹ thuật vào. Đấy. Có những ông kỹ thuật và bình luận thay nhau về ngủ 2-3 tiếng lại ra lại thay cho thằng kia vào tiếp. Đấy mới gọi là đế chế, ăn đế chế, ngủ đế chế. Đây bộ thầu đánh 3C rồi thôi tôi tụt huyết áp, thằng già lại đắp cái chăn, thằng bật điều hòa làm ru rú một chỗ kia. Hôm đấy tôi tưởng thằng thầu nó đứt cơ. Hôm sau team lại phải tuyển nhân sự mới, tìm nhân tố mới. Đánh đế chế đánh được cái C thứ 4 thế bảo thằng thầu nó gần đứt ở bên kia rồi, sang xem cho nó làm sao Toạc ơi. Tôi cũng đang ngồi nghịch kê bên kia. Sang đây làm mới đang đắp chăn. Khổ thân. Kém chỗ ông Bách với ông lớp thì nói chung là sao số thì cũng không phải.
kiểu kiêu căng như thế nào đấy. Đánh thử lấy một kèo 20C cho bọn trẻ nó sợ xem nào. Quá yếu. 20C thì cỡ bình luận viên với kỹ thuật viên chỉ phải thay có tầm 3 kíp thôi. Mỗi kíp 7C. Ra khoanh ruộng ở đây nó quá đẹp và nhiều thầu rồi. 1L. Ra ruộng. Ra thêm ruộng. Ra thêm cái ruộng nữa đi. Rất nhiều gỗ để cho em ra ruộng. Tiếp ruộng đi em. Tiếp ruộng đi. Rồi thầu bị bắt một con giò rồi. Rất thông minh. Ồ vẫn thoát, vẫn thoát, thoát. Thoát hoàn, thoát hoàn. Chui vào ống đồng. Té. Đây là chui vào gầm cống. Tìm ra bãi ăn hoang của đối phương. Đấy, nhiều bạn khán giả đang rất yêu cầu. Chỉ cần bi vào thầu hôm nay mà chịu đánh mức 15C sẽ có ngay 2 triệu tiền mặt cho mỗi ông. Để về mai tiếp đạm hay thuốc thang. Chỉ cần đánh một kèo 15 đến 20C thôi. Anh em khán giả cũng đang rất khát. Có nhiều ông khán giả ngày xưa còn ngủ dậy xong là thấy kèo vẫn đánh. Đấy, sáng bắt đầu đi làm xem kèo, chiều về ngủ dậy xong vẫn đánh. Đêm hôm trước xong vẫn đánh. Rồi chuẩn bị đến xe đấu thứ tư. Rồi, xong cái này nhiều năng bi cố gắng đàm phán với Hải Sò mà hôm nay đánh đến chết được không anh? Tỷ số là 2-1 về xe rồi. Tôi cũng rất thích được bình luận và cũng như được xem cái kèo đấu được tầm 15-20C để xem đánh được những cái kèo đấu. Tôi sợ là đến tầm C thứ 10 thằng thầu nghĩa là xô nó sùi bọt mép chân nó giật giật.